3. Ồ, Lớp 3 bài 1 của chúng ta là bài về số nguyên tố. Vậy trong cái bài số nguyên tố này, nếu mà code viết theo lab thì chúng ta đã nhìn thấy rồi. Bài 1 code mà viết theo lab thì chúng ta đã nhìn thấy. Bây giờ trong trường hợp nếu như mà mình viết khác đi thì viết làm sao? Đây là code theo lab. Như vậy thì cái môn nhập môn lập trình chúng ta cũng đã làm về bài số nguyên tố rồi. Code này thấy ổn không? Vô kiểm tra cứ cho đó là số nguyên tố. Nếu trong trường hợp phát hiện ra số đó chia cho bất kỳ một số nào từ 2 cho đến n trừ 1 thì kết luận số đó không phải là nguyên tố và kết thúc vòng lặp. Như vậy mình giải thích cái đoạn code này bằng một cái đoạn văn như thế. Có giải thích được không? Y cộng cộng. À, chỗ này y cộng cộng, vậy là đoạn code này dư đúng không? Ok, rất giỏi, phát hiện ra đoạn code dư. Kiểm tra thử ha. Đúng dư không? Bởi vì ở đây là đã cộng cộng rồi thì dưới này không cần cộng nữa. Tốt, rất tốt. Bây giờ mình sẽ viết một cái đoạn code mà mình sẽ viết một cái hàm kiểm tra số nguyên tố. Lúc mà học nhập môn lập trình có bạn nào được viết hàm này không? Viết một cái hàm riêng để kiểm tra số nguyên tố. Rồi. Khi mà chúng ta kiểm tra số nguyên tố thì chúng ta mong muốn nhận được cái gì? À, đúng hay sai? Mình nhập vào một số và mình check thử là số này phải nguyên tố hay không. Nếu nguyên tố thì trả lời là true, còn không phải nguyên tố thì trả lời là false. Như vậy mình viết một cái hàm và hàm này nó sẽ có kiểu dữ liệu là false, boolean. Nhớ, như vậy thì đối với lại cái hàm này chúng ta sẽ viết có kiểu dữ liệu là boolean. Đó là thời gian điểm danh. Ở trong này chúng ta sẽ viết có kiểu boolean là kiểm tra nó là số nguyên tố. Mở ngoặc. Mình có cần đưa đầu vào của cái phương cái hàm này là cái gì không? Số cần kiểm tra, rất tốt. N số cần kiểm tra. Và đoạn code thì mình viết cũng tương tự như đoạn code ở trong lab. Không có gì khác mấy. Tương tự như vậy thì mình sẽ dùng vòng for int. Y chạy từ mấy? Từ 2 chấm phẩy. Y nhỏ hơn, trong bài lab người ta để nhỏ hơn n trừ 1 nhưng không cần thiết phải chạy đến đây. Chạy đến đâu là được? À, n chia 2 là nó nhỏ hơn nhiều các bạn. Ví dụ như là các bạn kiểm tra số 1 triệu đi. Số 100 đi. Hoặc là con số 11 nhân 11. Ví dụ như vậy thì nó không phải là số nguyên tố. Nhưng mà mới nó phải dò đến 11 là nó dừng. Nhưng mà 11 nhân 11 bằng mấy? 121 hả? Đó. Hoặc là mình lấy một con số khác lớn hơn tí xíu. Ví dụ như là 20 nhân với 20 là 4 400. Đó, ví dụ như là 20 nhân với 20 là 400 thì con số này chắc chắn là nó chỉ 20 21 đi, bởi vì số lẻ mới được, chứ còn số chẵn thì chia cho 2 là nó ra ấy rồi. Ví dụ như mình dò cái phép tính này là 441. Nếu như bạn cho nó chạy cho đến n trừ 1 thì nó lặp 400 lần. Trong khi nó chỉ cần lặp 21 lần là kết thúc được rồi. À, 21 bình phương, thực ra n chia 2 cũng cũng không cần thiết nữa. Đến căn bậc 2 là dừng là đủ.
Bởi vì khi mà nó đã vượt qua cái căn bậc 2 rồi thì nó không còn con số nào để nó có khả năng nó chia được nữa hết trơn. Ví dụ như 49 đi. 7749. Mà 49 mà nó đã không chia hết cho 7 rồi thì chắc chắn nó không chia hết cho 8. Chắc luôn. Ví dụ 51. 51 là nguyên tố phải không? Rồi. Như vậy 51 mình kiểm tra cho đến căn bậc 2 của 51. 51 chia 3. À 51 chia 3 được. Bây giờ số tiếp theo là năm mấy? 57 hả? 57 12 không được. 59 hả? Rồi tí nữa mình sẽ chạy thử. Và mình thấy là khi mà mình đến căn bậc 2 là đủ. Chia 2 là vẫn còn dư. Mình cứ chạy thử ở chỗ này thì khi các bạn thấy là nếu như mà mình làm n trừ 1 vẫn ok. Nhưng mà giả sử như mình chạy một con số là 441 đi. Là nó chạy đến số 400 nó mới dừng. Nó quá phí đi. Thì lý do tại sao mà chỗ này mình dừng sớm. Rồi Y cộng cộng. Chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra nếu như n này mà chia hết cho y bằng 0. Nếu đúng là có một trường hợp mà chia hết cho y bằng 0 thì mình return false. Đây không phải là số nguyên tố. Còn không return true. Còn không chúng ta return true. Được chưa? Đó là kiểm tra số nguyên tố. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhập vào một số và chúng ta kiểm tra thử số này có phải là số nguyên tố hay không. Nếu số nguyên tố thì trả lời là có, còn không thì thôi. Được không nào? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ nhập vào một cái biến bằng new scan system.in chấm phẩy và chúng ta sẽ có một cái số n và xuất ra nhập vào số n bằng scan chấm net in chấm phẩy. Nếu số nguyên tố của n, nếu như n là số nguyên tố đó thì mình sẽ xuất ra n là số nguyên tố, còn không n không phải là số nguyên tố. Vậy tại sao chỗ này nó lỗi? Tại vì chỗ này nó bảo là cái hàm main này nè là static. Vậy thì cái hàm mà mình muốn gọi vào á thì bản thân chỗ này phải static nó mới chịu. Hết lỗi ha. Hết lỗi. Và bây giờ chúng ta chạy thử. Chúng ta sẽ nhập vào một số và kiểm tra có phải là nguyên tố hay không. Chúng ta nhập vào số 57. Không phải là số nguyên tố bởi vì chia hết cho 3. Rồi mình nhập số 53 là số nguyên tố. 53 là số nguyên tố. Như vậy đoạn code của mình viết để kiểm tra số nguyên tố
Đấy, xong. Rồi bài toán của chúng ta là như vậy. Nhập vào một số. Hả? Bây giờ nếu như số 0 ở đây, câu hỏi rất tốt. Bây giờ mình chạy vô đây, số 0 thì không phải là số nguyên tố rồi, mình chỉ nhập số 1 thôi, thử coi sao. Là số nguyên tố. Bây giờ số 0. Số 0 thì mình không xét. Vậy bây giờ trường hợp mình số 0 thì sao? Số 0 có phải là số nguyên tố không? Ha? Số nguyên tố. Như vậy ở đây chúng ta sẽ, đây số nguyên tố là bắt đầu từ số 2. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thêm điều kiện gì? Thêm điều kiện gì? À, như vậy đối với lại cái nội dung của lab ở đây, chúng ta cũng chưa kiểm tra về cái phần đó. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra hoàn thiện hơn ở chỗ này, là nếu như n mà lớn hơn bằng 2 thì mình mới đi kiểm tra. Hoặc là chỗ này mình kiểm tra luôn là số nguyên tố của n hoặc n, số nguyên tố của n, làm sao mà mình sẽ bảy cái trường hợp mà phone nó nhảy xuống dưới, hoặc n lớn hơn bằng 2 thì mới nhảy vô, vô đây là số nguyên tố, còn không thì không phải. Mình thử coi, nếu vậy n bằng 1, n bằng 1 là số nguyên, chỗ này là và, n bằng 1 không phải là số nguyên tố, và n bằng âm 3 cũng không phải là số nguyên tố, n bằng 2. Ok, như vậy chúng ta đã kiểm tra xong cái phần số nguyên tố của chúng ta. Hoặc là các bạn kiểm tra ở phía dưới luôn, kiểm tra ở phía dưới, nếu như cái n của mình mà nhỏ hơn 2 thì làm sao? Return phone ngay trong này luôn, thì mình không cần kiểm tra ở trên này. Đó. Nếu như mà n nhỏ hơn 2 thì return phone, tức là bản thân mà nhỏ hơn 2 thì khỏi cần phải xét. Return luôn. Đó là cái cách để chúng ta lập trình ở đâu cũng được hết, không phải là số nguyên tố. Cách chúng ta lập trình được không? Bây giờ mình sẽ viết trường hợp là nhập vào n và xuất ra tất cả các số nguyên tố từ 1 đến n. Như vậy n mình có rồi, và mình sẽ for int y bằng 1 chấm phẩy y nhỏ hơn hoặc bằng n chấm phẩy y cộng cộng. Và nếu như số nguyên tố của y, tức là nếu y là số nguyên tố thì xuất cái y này ra. Như vậy mình có y cộng với khoảng trắng. For y chạy từ 1 cho đến n. Nếu y là số nguyên tố thì xuất y ra, còn không thì thôi. Như vậy bài toán của mình mở rộng hơn là xuất ra tất cả các số nguyên tố từ 1 đến 100. 2, 3, 5, 7, 11 cho đến 100. Đây là tất cả các số nguyên tố. Rồi đến bao nhiêu cũng được, mình cứ nhập vô một số thì nó sẽ xuất ra 1, 2, 3, 4. Ví dụ đến 1111 thì coi thử là số nguyên tố là bao nhiêu. Đó, 1109 là số nguyên tố, còn 1111 thì nó không phải. 1111 là nó chia hết cho bao nhiêu, nó không phải.
Đó, như vậy nó sẽ liệt kê hết tất cả các số nguyên tố mà mình nhìn thấy. Rồi các bạn sẽ kiểm